Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị đem bà Dũng ra dọa, Nguyễn Thế Thảo chơi luôn, chẳng ngán. Như tờ Thời báo.de đã nói thì ông Nguyễn Thanh Nghị moi ra sai phạm thời ông Nguyễn Thế Thảo, mục đích là muốn kéo chân ông này vào lò giúp ông Tổng, như là tỏ thái độ không đối đầu mà là ngoan hiền với ông Tổng. Ý đồ chính trị là hay, tuy nhiên ông Nguyễn Thế Thảo tuy về hưu nhưng không hề yếu thế. Nguyễn Thanh Nghị đã không đánh giá hết được con người của ông Nguyễn Thế Thảo nham hiểm đến như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Thế Thảo ngồi ở ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hai nhiệm kỳ liên tiếp. Những người ngồi ghế hai nhiệm kỳ là những người đã mọc rễ trong bộ máy chính quyền rồi. Họ đã tạo ra rễ riêng rất khó chơi. Đây là hình ảnh dù được cả hai thế lực đỡ đầu nhưng chưa chắc gì người sợ Nguyễn Thanh Nghị là ông Nguyễn Thế Thảo. Lấy ví dụ như ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua là hai người, ba người đã từng trải qua hai nhiệm kỳ tại các vị trí đảm nhiệm cho nên họ rất mạnh. Đến ông Tổng còn không bứng nổi những con người này thì nói gì đến con người có quyền lực nhỏ hơn. Ông Nguyễn Thế Thảo cũng vậy, ông này đã ở ghế Chủ tịch thành phố Hà Nội hai nhiệm kỳ. Tuổi chính trị của ông quá già, trong khi đó dù sao Nguyễn Thanh Nghị cũng non tuổi đời, non tuổi nghề chính trị hơn Nguyễn Thế Thảo rất nhiều. Mọi việc sai phạm để cố lập công của Nguyễn Thanh Nghị đang gặp phải một đối thủ thực sự là xương sầu như Nguyễn Thế Thảo. Cả bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội còn đó những thuộc hạ của ông cựu chủ tịch. Họ đang có quyền lực và cũng đang có lợi ích chung với ông Nguyễn Thế Thảo nên họ sẵn sàng nghe lệnh dù cho ông không còn là chủ tịch thành phố của họ. Đấy là cái thế khó của ông Nguyễn Thanh Nghị đang vấp phải. Theo Sở, nội dung kết luận 39 của Bộ Thanh tra xây dựng kết luận về việc thực hiện quy hoạch tuyến đường nhưng chưa đề cập tới định hướng quy hoạch cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch được cấp thẩm quyền đã phê duyệt. Đặc biệt là tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259 vào ngày 27 tháng 6 năm 2011. Được biết, Thủ tướng lúc đó ký quyết định 1259 chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, cha của ông Nguyễn Thanh Nghị hiện nay, và bây giờ họ đã đang đem nội dung của quyết định này ra đè bẹp ông con. Nghĩa là Nguyễn Thanh Nghị đang rất cố gắng nhưng phải hứng chịu những đòn từ Nguyễn Thế Thảo. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Đáp lời Sở Kế hoạch Kiến trúc nói kết luận 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp với quy hoạch của pháp luật cũng như yêu cầu phát triển kinh tế của thủ đô qua các thời kỳ. Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cũng khẳng định từ năm 2002 đến nay, trục đường Lê Văn Lương và Lê Văn Lương kéo dài sau này là đường Tố Hữu luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết trục đường Lê Văn Lương Tô Hữu năm 2016 cũng như giải quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch các dự án trong đồ án quy hoạch chi tiết trục đường theo hướng tập trung cao tầng tại đây phù hợp với chủ trương về phát triển kinh tế xã hội thủ đô và các quy định và pháp luật và quy hoạch qua thời kỳ đó, và có ý kiến của Bộ Xây dựng đã thỏa thuận. Mà năm 2016 thì ông Nguyễn Xuân Phúc đang làm thủ tướng. Như vậy Nguyễn Thanh Nghị đã đem cha của mình ra dọa, Nguyễn Thế Thảo lại đem Nguyễn Xuân Phúc ra đỡ. Đây là hình ảnh quanh ông Nguyễn Thế Thảo còn rất nhiều người tay chân. Theo Sở này, việc thanh tra của Bộ Xây dựng kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch mặt bằng tổng thể, phương án kiến trúc không thuộc trường hợp điều chỉnh là chưa đáp ứng đúng quy hoạch xây dựng năm 2003 và quy hoạch đô thị 2009. Về các nội dung kết luận liên quan đến điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã phản pháo rằng thanh tra Bộ Xây dựng cần trao đổi thống nhất lại do chưa phù hợp với quy định xây dựng theo luật xây dựng đô thị. Như vậy là xem ra muốn kéo Nguyễn Thế Thảo vào lò giúp ông Trọng không hề dễ. Dây mờ dễ má trong quan hệ quyền lực của Nguyễn Thế Thảo ở Hà Nội còn quá mạnh. Muốn hạ ông già về hưu để lập công với ông Tổng cũng không hề dễ dàng gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin "Quật không được thì ông Thủ sẽ mạnh nhất sau 3 năm, nhà ba Dũng hưởng lợi". Ông Thủ vững là chiếc ghế vững, cái dở của ông Chủ tịch là để mất chiếc ghế Thủ tướng.
Nếu ông Chủ tịch hiện nay mà không mất chiếc ghế thủ tướng từ đại hội 13 thì hiện nay sự nghiệp chính trị không bị đe dọa đến mức như vậy. Ông Chủ tịch có cái sai, đấy là đã thất thế mà còn ăn lớn, cho nên sự nghiệp chính trị dễ bị kết thúc rất sớm. Cũng phải nói rằng đang giữ chiếc ghế thủ tướng mà để cho một trưởng ban tổ chức trung ương nhảy ngang qua giành được chiếc ghế thủ tướng đang nắm trong tay là cho thấy ông Chủ tịch nước hiện nay không bằng ông thủ tướng về khả năng chớp thời cơ. Với chiếc ghế thủ tướng nắm mấy chục bộ trưởng có quyền với mấy chục chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thì có thể nói quyền lực của ông thủ tướng rất mạnh, dù rằng vụ Việt Á đang là vết đen đối với ông thủ tướng. Đây là hình ảnh ông thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Tại hội nghị trung ương lần thứ 5 vừa qua, ông thủ tướng là một mối thủ của ông chủ tịch nước trong việc ép ông tổng về hưu. Tuy nhiên kết quả thì cũng không được như mong đợi, vẫn là cả thất thế so với ông tổng. Hiện nay nhờ vào chiếc ghế thủ tướng vững vàng mà ông thủ tướng có thể gượng dậy và rất có thể thành thế lực mạnh nhất sau 3 năm nữa. Người ta nói muốn thấy sức mạnh của gia đình thì xem các con trong gia đình có mạnh miệng hay không, có ngang ngược được hay không. Những ngày gần đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam đã không ngần ngại cho mũi vào việc của các bộ trưởng khác. Chính ông Nghị cho thanh tra sai phạm đất đai ở Hà Nội thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch. Báo hại ông này chạy đôn chạy đáo lo thu xếp để không bị nêu tên. Tuy nhiên có thành công hay không thì còn phải chờ. Đấy là chưa nói đến việc nhiều quan chức cấp phó hoặc cấp sở trong Sở Kế hoạch Kiến trúc và Sở Xây dựng Hà Nội đã dính tới những sai phạm đó. Những người này không hận Nguyễn Thanh Nghị mới là lạ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đang loay hoay chọc ngoáy các bộ khác. Tiếp theo mới đây, Nguyễn Thanh Nghị lại chen vào chuyện của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, mà đặc biệt là về vấn đề thị trường chứng khoán đang làm các quan chức ngành này bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng rất nhiều. Ông Đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, vốn đã bị soi, giờ đến lượt ông Hồ Đức Phước làm thì cứ bị ông Nghị ra mòi móc các góc khuất của mình. Với một ông bộ trưởng tầm trung như Nguyễn Thanh Nghị không đủ mạnh để chọc vào ông bộ trưởng lớn hơn như Bộ trưởng Bộ Tài chính được. Vậy dựa vào đâu mà Nguyễn Thanh Nghị dám mạnh tay đến như thế? Ông Nghị dựa vào chức thế của ông thủ tướng. Ông thủ tướng vốn là chỗ rất ân nghĩa với ông Ba Dũng, cha của ông Nghị. Từ chỗ Nguyễn Thanh Nghị dám làm những điều động trời như thế, nhiều người cho rằng thế của ông Nghị và dựa vào ông thủ tướng còn rất mạnh. Nếu không thì phe Nghệ An sẽ phản đòn ngay. Phe Nghệ An và Hà Tĩnh là hai thế lực có số ủy viên Trung ương Đảng nhiều nhất, không đùa được với thế lực này. Vậy mà Nguyễn Thanh Nghị cũng không ngán. Vụ án Việt Á là lỗi của ông thủ tướng cao nhất. Được biết, từ ngày 24 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra cuộc họp lãnh đạo chủ chốt về phòng chống dịch COVID-19. Ông Tổng Bí Thư đã có kết luận thống nhất phân công ông Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống đại dịch COVID-19. Sau đó, ông Thủ tướng ký quyết định số 1438 vào ngày 25 tháng 8 năm 2021 kiện toàn ban chỉ đạo quốc phòng quốc gia phòng chống đại dịch COVID. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo có 4 phó trưởng ban bao gồm ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Phạm Minh Chính. Đấy là lần giao trách nhiệm, còn làm như thế nào thì giờ đã rõ rồi. Dịch Covid đã bùng phát, mất kiểm soát và thêm vào đó là để Việt Á tự tung tự tác từ Bắc đến Nam. Tội này vô cùng lớn, ông Tổng trực chờ để xét xử. Nhưng xem ra là khó vì ông Thủ tướng này khác ông Thủ tướng trước. Rất có thể sau 3 năm nữa, khi mà ông Tổng về vườn thực sự không còn ai là đối thủ của ông Thủ tướng, thì khi đó gia đình bà Dũng sẽ hưởng lợi.